Huyền ơi, Huyền à, anh nè, mới sáng sớm ra mà anh đã đến ám quẻ à? Đâu? Anh đi chọn hoa cúc để tặng cho em à? Anh mau về đi. Tôi không nhận đâu. Với cả đừng có anh em nghe ghê lắm. Em không thích loại cánh cụp à? Thế đổi sang loại cánh xòe nhá. Anh có đổi loại nào đi nữa thì tôi cũng không nhận đâu. Là em không thích hoa à? Là anh có tình không hiểu à? Tôi thích hoa, nhưng tôi không thích hoa của anh. Chúng ta có mối quan hệ gì đâu mà anh mang hoa ăn đây, dễ gây hiểu lầm lắm. Đi về đi. Ơ kìa, này, tại sao lại không có quan hệ gì? Hôm qua em vừa đồng ý tìm hiểu tôi xong mà. Đồng ý tìm hiểu á? Đồng ý tìm hiểu khi nào? Thì hôm qua thầy. Đồng ý kết bạn Facebook là đồng ý tìm hiểu á? Ờ. Ôi giời. Vậy bây giờ tôi vào trong, tôi hỉ các bạn luôn nhá. Thôi đừng. Bình tĩnh cái nào. Đùa. Đàn bà con gái gì mà cứ uỳnh. Chả có tí uyển chuyển gì cả. Vậy thì mời anh về. Anh về nhà tìm người phụ nữ uyển chuyển của anh đi. Gia thế tốt như anh, tìm bừa đâu chẳng được người hơn tôi. Thế em vẫn để bụng mấy câu nói ngu ngốc của anh hôm trước à? Không, tôi nói thật đấy, tôi không ghét bỏ gì anh cả, nhưng mà để yêu đương á thì không có cửa đâu. Mối quan tâm hiện tại duy nhất của tôi ấy là con gái tôi. Còn tôi không muốn dành thời gian để tìm hiểu yêu đương hẹn hò bất kỳ ai hết ấy. Mẹ, cháu chào bác Đồng. Bác chào con. Con xong rồi. Nhào thôi, muộn rồi. Mẹ ơi, chờ mẹ mua kem cho con nhé. Cậu làm rách tranh của tớ rồi, tớ bắt đèn cậu đây. Rách thì sao, đằng nào cậu cũng vẽ sai mét. Cậu làm gì có bố đâu mà cậu vẽ. Đúng rồi, tớ có bố, các cậu là đứa không biết gì. Cà rốt. Cà rốt không có bố, cà rốt không có bố, leo leo. Cà rốt. Mẹ ơi mẹ, các bạn ý vẽ tranh của con. Tại bạn ý vẽ sai, cô bảo vẽ gia đình mà bạn ý vẽ cả bố vào. Tại sao cậu lại nói như thế? Làm gì có ai sinh ra là không có bố. Bà con bảo cà rốt không có. Tớ có. Mẹ ơi con có đúng không mẹ? Ừ, cà rốt có bố. Chỉ là bố của cà rốt đang sống ở chỗ khác thôi. Con nói và xé tranh của bạn như vậy là sai đấy. Xin lỗi bạn đi. Nếu như con không xin lỗi bạn, cô sẽ để cà rốt xé tranh của con cho công bằng đấy. Tranh đẹp như thế này bị xé là hơi bị tiếc đấy. Tớ xin lỗi, cậu trả lại tranh cho tớ đi. Cà rốt, con đồng ý tha lỗi cho bạn không? Có ạ. Trả tranh cho bạn đi. Từ sau không được nói như thế nữa nha. Ơi. Cháu chào bác Đông ạ. Cà rốt đây à? Mẹ Huyền vào nhà nấu cơm rồi ạ. Bác Đông uống cà phê à? Để cháu gọi mẹ nhớ. Không cần đâu. Bác nhớ là cà rốt thích ăn kem đúng không? Bác mua cho cà rốt hẳn 10 cái luôn. Thế à?
Đây, cà rốt ăn đi. Cháu xin. À, bác còn có món quà đặc biệt hơn nữa cơ. Cà rốt thích không? Mặt trời màu đỏ này. Bác tôi sai rồi. Đây là cổ phúc. Tóc cổ phúc phải màu đen với cả màu trắng cơ. Thế á? Đây là cổ phúc á? Vâng ạ. Thế còn mẹ Huyền đâu? Mẹ Huyền đây ạ. Tóc mẹ Huyền sẽ là màu đen này. Cho mẹ Huyền mặc quần màu nâu đi. Rồi. Có một bông hoa màu tím ở ngực nữa. Uầy, bác tô mẹ Huyền đẹp thế. Thì mẹ Huyền xinh mà. Thế thì bác tô bố cháu đi. Bố cháu nha. Cho tóc màu nâu này. Ở tròn này. Đấy. Cà rốt thấy bác tôi đẹp không? Bác tôi đẹp lắm bác ạ. Cà rốt ơi. Sao anh lại ở đây? Tôi vào đây. Tôi mở với cà rốt. Cà rốt, tôi mở xong chưa? Đi rửa giấy ăn cơm. Mẹ ơi, mẹ nhìn con với bác Đông vẽ đẹp không mẹ? Con chào bác Đông đi. Để bác Đông đi về nào. Con chào bác Đông ạ. Không cần phải đuổi thẳng mặt như vậy đâu. Dù sao em thấy anh vẽ em cũng đẹp mà. Cảm ơn. Không tiễn. Thế bác đi về nha. Lần sau bác lại tới tô màu với cà rốt nữa nhá. Vâng ạ. Chào Huyền. Mẹ ơi, bố trong này nhìn giống mắt đâu mẹ nhờ. Từ sau con không được để vào phòng nữa nhá. Vâng ạ. Rửa tay đi. Mày bác gọi lớn nữa. Tôi thích cô mất rồi. Buồn cười nhở. Tôi cũng chả hiểu tại sao nữa. Cũng chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi. Tự nhiên cô làm gì tôi cũng thấy đáng yêu.